Xin chào anh em. Hôm nay anh em mình sẽ làm quen mấy cái họng ga của xe Lead SCR và cũng là của AB2009, tức là ABFI đời đầu. Ở trên họng ga thì rất nhiều anh em mới vào nghề hoặc những anh em chưa va chạm ấy thì nhìn vào họng ga thì không hiểu. Đấy, tức là không hiểu cái này có chức năng gì, nhiệm vụ gì, tên gọi gì, và bộ này cũng thế. Thì giải thích cho anh em như này. Đây là cái van điều khiển guarantee. Thì chuẩn trong tài liệu nhà máy họ gọi là van cầm chừng IACV. Đấy, tức là dịch ra tiếng Việt là van điều khiển chế độ guarantee. Khi mà nó hoạt động ấy, nó sẽ giữ cho guarantee ổn định. Từ đó suy ra nếu mà xe bị mất guarantee thì có liên quan đến cái van này. Mất guarantee thì có nhiều nguyên nhân nhé, nhưng mà nó cũng chính là một nguyên nhân trong cái số đó đấy. Còn khi mà ta đã tăng ga lên rồi, xe chạy ở tốc độ cao 2-30 cây trên đường thì cái van này nó hoàn toàn nó nghỉ, nó không hề làm việc. Còn khi để nó lổ găng đi thì nó sẽ hoạt động cả ngày luôn. Ở đây có 4 giây. 4 giây ta hiểu rằng là nó 2 giây âm dương của quận quay ra và 2 giây âm dương của quận quay vào. Khi xe của mình báo lỗi 29 nháy, tức là 2 nháy chậm và 9 nháy nhanh thì mình dịch là 29 nháy. Như vậy là báo hỏng ở hệ thống van điều khiển guarantee IACV. Thế bây giờ mình sẽ đo. Ở đây mình có thông số. Ta sẽ sử dụng đồng hồ Victor 890C+ để đo cảm biến. Ở phạm vi hoạt động tốt của nó trong khoảng là 100 đến 150 ohm. Đó. Bây giờ chúng ta đo được là 122,4 ohm, khoảng là 122, như vậy là vẫn trong khoảng 100 đến 150 ohm, thế là khẳng định luôn là một cuộn dây sống. Bây giờ tiếp tục đo cuộn dây thứ hai. Cách sử dụng đồng hồ Victor để đo cảm biến anh em biết rồi. Đó, bây giờ ta đo tiếp cuộn dây thứ hai là 121,7, như vậy vẫn là trong tiêu chuẩn sống. Còn nếu mà đo một phát mà nó thông mạch luôn, hoặc đo mà nó không lên, hoặc đo nó ở trong khoảng 1.000 ohm, 2.000 ohm thì khẳng định luôn là cuộn dây bị hỏng. Từ đó là ta sẽ có phương án sửa chữa thay thế. Đó là van điều khiển cầm chừng guarantee. Thế tiếp theo đây là bộ 3 cảm biến. Bên trong nó tích hợp 3 con cảm biến nằm chung một chỗ, gồm cảm biến TP, cảm biến IAT và cảm biến MAP. Thì cảm biến tay ga này, cảm biến áp suất khi lạp và cảm biến nhiệt độ khi lạp. Tại cái giắc cắm này ta có thể phân biệt màu dây. Đối với những anh em đã học rồi, ta đã có sơ đồ và vị trí chân màu dây thì ta đo cảm biến sống hay chết rất chi là dễ dàng. Còn đối với anh em nào mà chưa học thì tốt nhất rằng là đi mua một con khác và thay thử cho nhanh, chứ không thể đo đạc được đâu. Vì đo đạc là phải nhớ thông số và phải có cái bảng để đo. Ở đây theo như mình nhớ thì đây sẽ là MAP, đây sẽ là TP, đây là MAT cảm biến, đây là dương cảm biến và đây là IAT, tức là cảm biến nhiệt độ khí lạc. Bây giờ ta sẽ kiểm tra tổng thể con này, đó là đo nguồn và âm, điều chỉnh lại đồng hồ. Đối với việc đo đạc này thì anh em phải có thông số trước thì đo mới chuẩn được. Đây là mình sẽ đo theo trí nhớ của mình. Map mi âm này, map mi âm không lên, ta chỉnh lên thang đo to hơn. Rồi, map là bình thường. IAT với lại âm là bình thường. Hiện tại mình đo chỉ số con này thì ở đây mình đo lần lượt các con cảm biến
với âm và lần lượt với dương đảo đảo ghe đo lại. Thì mình đo sơ qua khẳng định con này là chết rồi, con này là chết rồi, vì cụ thể bên trong nó bộ ba cảm biến thì cảm biến tay ga của nó đã bị hỏng, và đó là lý do con này đã bị thay. Đấy, con này là bản thân là trên một cái xe hỏng mình đã thay ra, và mình đã đánh dấu nó là con hỏng, mình đã dán cái băng dính vào đây rồi, nó chính là con hỏng. Và hiện tượng của nó hỏng ấy đó là sẽ gây ra cái bệnh là mất gang ti là một, và chạy nó bị hụt giật là hai. Và khi mình đo đạc phát hiện nó hỏng mình đã thay và đi mua cái mới về thay, lập tức là xe chạy ngon, không báo lỗi, không hụt giật và gang ti lổ đều, lổ chuẩn luôn. Còn cụ thể thông số đo như nào thì anh em sẽ có một cái bảng thông số một loạt rất chi là dài, đo từng con một và đo từng kiểu từng cách áp dụng với cái chiếc đồng hồ chuyên đo cảm biến, đo sạc ắc quy này. Thế thì mình nhắc lại, đây là van điều khiển cầm chừng galanti, nếu động cơ lổ dầu hoặc mất gang ti là do nó, hoặc báo lỗi 29 cũng là do nó. Còn đây là bộ ba cảm biến bao gồm cảm biến tay ga, cảm biến áp suất khí lạc và cảm biến nhiệt độ khí lạc làm chung một chỗ. Và cách đo đạc thì ta sử dụng đồng hồ, và nhớ vị trí chân các màu dây ta đo với nhau, và ta phải nhớ hết thông số của nó. Khi đo đạc trái với thông số chuẩn thì suy ra là nó chết. Đó là áp dụng với những người mà chưa có điều kiện mua máy độc lỗi, ta có thể sử dụng cách đo.